Bạn đang đến với kênh YouTube Báo Vietnamnet. Tin tức quốc tế mới nhất có gì đáng chú ý? Hãy cùng chúng tôi điểm qua các tin chính. Thưa quý vị, các cuộc tranh luận tổng thống năm 2024 đã được lên kế hoạch là cuộc đối đầu giữa tổng thống Joe Biden và ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump. Tuy nhiên hiện giờ, mọi việc đã trở nên hỗn loạn. Bàn tranh cử của ông Donald Trump và bà Kamala Harris đang thảo luận về việc có nên tham gia tranh luận trực tiếp hay không và tần suất tranh luận như thế nào, trong khi các kênh truyền hình Mỹ vẫn tiếp tục cạnh tranh nhau để tổ chức sự kiện này. Bà Harris tuyên bố sẵn sàng tranh luận với ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa. Cựu Tổng thống Trump cũng sẵn sàng tranh luận với Phó Tổng thống đương nhiệm. Hầu như mọi mạng lưới truyền hình của Mỹ đều muốn tổ chức sự kiện này. Tuy nhiên, khi chỉ còn chưa đầy 100 ngày nữa là đến ngày bỏ phiếu, vẫn chưa có sự kiện cụ thể nào được ấn định. Đội chiến dịch của ông Trump đang do dự về cuộc tranh luận trên đài ABC, vốn được lên lịch vào ngày 10 tháng 9. Đây là cuộc tranh luận duy nhất hiện có trong lịch trình của phía ông Trump, nhưng có khả năng sẽ có thêm các cuộc tranh luận khác. NBC News đang đàm phán với mỗi bên về việc tổ chức thêm một cuộc tranh luận, trong khi CBS News cũng đưa ra đề xuất tương tự. Tuần trước, Fox News đã đề xuất một cuộc tranh luận vào ngày 17 tháng 9. Việc ông Biden tuyên bố dừng tranh cử đã đảo lộn mọi kế hoạch ban đầu. Bà Harris vẫn chưa chính thức được đề cử làm ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ, nhưng hiện đã hội đủ số phiếu ủng hộ cần thiết. Ông Trump đã đưa ra những tín hiệu trái chiều về việc tranh luận với bà Harris. Ban chiến dịch của ông Trump tuần trước cho biết, cựu Tổng thống muốn cho đến khi bà Harris chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử mới đưa ra quyết định và ông muốn tranh luận trên Fox News thay vì ABC News. Tuần trước, ông Trump cho biết ông chưa chấp nhận bất kỳ đề xuất nào vì cuộc tranh luận vào tháng 9 mà ông đồng ý ban đầu là với Tổng thống Joe Biden. Ông Trump nói với Fox News, "Tôi có thể quyết định sẽ tranh luận, nhưng tôi cũng có thể đưa ra lý do để không tham gia." Một quan chức thân cận với cựu Tổng thống cho biết ông Trump có thể sẽ tranh luận với bà Harris, nhưng do có sự thay đổi ứng viên của Đảng Dân Chủ nên họ cũng cần phải điều chỉnh lại. Hiện vẫn còn quá sớm để nói liệu ông Trump có chuẩn bị cho cuộc tranh luận với bà Harris hay bất kỳ ứng cử viên nào khác ngoài ông Biden hay không. Trong khi đó, bà Harris cáo buộc ông Trump lùi bước về thỏa thuận tổ chức cuộc tranh luận ngày 10 tháng 9. Michael Tyler, phát ngôn viên chiến dịch của bà Harris cho biết, nếu ông Trump và nhóm của ông ấy nói bất cứ điều gì khác ngoài câu chúng ta sẽ gặp nhau ở đó, thì đó là một sự thoái lui có thể dự đoán được. Kế hoạch cho cuộc tranh luận phó tổng thống cũng bị đảo lộn. Bà Harris đã đồng ý tham gia cuộc tranh luận phó tổng thống của CBS News trước khi ông Biden tuyên bố dừng tranh cử. Đàm phán về cuộc tranh luận mới vẫn chưa thể diễn ra cho đến khi bà Harris chọn được người đồng hành. Các cuộc tranh luận luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt trong mỗi kỳ bầu cử tổng thống Mỹ. Một vài khoảnh khắc quan trọng, một câu nói dí dỏm hay một lỗi ngớ ngẩn cũng có thể thay đổi vị thế của một ứng cử viên gần như ngay lập tức. Còn đối với các mạng lưới truyền hình, đây là sự kiện thu hút số lượng lớn khán giả. Cuộc tranh luận do CNN tổ chức vào tháng 6 tại trường quay ở Atlanta đã cho thấy tác động của nó lớn tới mức nào. Ông Biden liên tục nói vấp, gặp khó khăn khi trả lời và màn thể hiện tồi tệ đã dẫn tới việc ông quyết định dừng tranh cử vài tuần sau đó. Theo Nielsen, có khoảng 51,3 triệu người đã theo dõi cuộc tranh luận này. Tại một sự kiện tranh cử ở Virginia, ông Trump, vốn lâu nay chỉ trích gay gắt CNN, đã ca ngợi cách kênh này xử lý cuộc tranh luận hồi tháng 6. Nói rằng người điều phối Dana Bash và Jake Tapper đã đối xử với chúng tôi rất công bằng. Thưa quý vị, tại một sự kiện tranh cử ở Atlanta, Georgia, Mỹ ngày 30 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã lên tiếng kêu gọi ông Donald Trump giữ lời hứa tham gia cuộc tranh luận do ABC News tổ chức vào ngày 10 tháng 9, cuộc tranh luận mà trước đó ông đã đồng ý thực hiện với Tổng thống Joe Biden. Tuy nhiên, sau tuyên bố ngừng tranh cử của Tổng thống đương nhiệm, ông Trump lại thay đổi quyết định của mình vì cho rằng đài ABC có tính thiên vị, không phù hợp để chủ trì màn tranh luận giữa hai ứng viên. Bà Harris nói, ông Trump tuyên bố sẽ không tham gia, không tranh luận, nhưng ông ấy và những người bạn đồng hành chắc chắn có nhiều điều để nói về tôi. Ông Donald Trump, tôi hy vọng ông sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trên sân khấu tranh luận. Bởi nếu có gì cần nói, ông hãy nói trực tiếp với tôi. Sự kiện tranh cử ở Atlanta là chuyến thăm đầu tiên của bà Harris tới bang Georgia kể từ khi Tổng thống Biden kết thúc chiến dịch tái tranh cử. Đảng Cộng hòa đang nỗ lực duy trì sức ảnh hưởng của mình tại tiểu bang này nhằm nhuộm xanh khu vực phía Nam trên bản đồ bầu cử năm 2024.
Trong bài phát biểu, bà Harris cũng liên tục nhấn mạnh tầm quan trọng của Georgia. Tôi hiểu rõ một điều, con đường đến Nhà Trắng chạy thẳng qua tiểu bang này. Các bạn đã giúp chúng tôi giành chiến thắng vào năm 2020 và hy vọng điều này sẽ lặp lại vào năm 2024. Hơn 10.000 người tham dự sự kiện tranh cử ở Atlanta liên tục gieo hò và hô vang tên bà Harris từ bên dưới khán đài để cổ vũ cho Phó Tổng thống Mỹ. Hiện bà Harris và nhóm hỗ trợ vẫn đang cân nhắc lựa chọn ứng viên Phó Tổng thống và có thể sẽ sớm công bố tên người được lựa chọn để cùng bà vận động tại các bang chiến trường trong tuần tới. Georgia, bang chiến trường sở hữu tới 16 phiếu đại cử tri, là một trong những mục tiêu hàng đầu của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Trước đó, ông Biden từng giành chiến thắng sít sao tại tiểu bang này trước cựu Tổng thống Donald Trump vào 4 năm trước. Một chiến thắng hiếm hoi tại một tiểu bang không ủng hộ bất kỳ đảng viên Dân Chủ nào làm Tổng thống trong gần 3 thập kỷ. Tuy nhiên, những khảo sát gần đây cho thấy ông Trump vẫn duy trì lợi thế tại Georgia. Theo dự kiến, ông Trump và người đồng hành tranh cử, Thượng nghị sĩ James David Van của bang Ohio sẽ vận động tranh cử tại Atlanta vào cuối tuần này. Cử tri đang nín thở chờ đợi màn đáp trả của cựu Tổng thống Donald Trump với màn khiêu chiến công khai của bà Harris ngày 30 tháng 7. Trong cuộc thăm dò mới của Reuters, Ipsos cho thấy, ứng cử viên Tổng thống Đảng Dân Chủ Kamala Harris tiếp tục dẫn trước ứng cử viên Cộng Hòa Donald Trump khi được 43% cử tri đã đăng ký ủng hộ, trong khi cựu Tổng thống Trump nhận được 42% ủng hộ trong phạm vi sai số 3,5%. Bà Harris đã củng cố vị trí với tư cách là ứng viên Đảng Dân Chủ trong 10 ngày qua, sau khi Tổng thống Biden rút lui khỏi cuộc đua. Kể từ đó, Phó Tổng thống Harris đã nhận được lượng lớn viện trợ bầu cử cũng như sự ủng hộ. Nhìn chung, cử tri đã có cái nhìn thiện cảm hơn về bà Harris trong tháng qua. Cuộc thăm dò cho thấy 46% cử tri có cái nhìn thiện cảm về bà so với 51% có cái nhìn không thiện cảm. Con số này so với 40% ủng hộ và 57% không ủng hộ trong cuộc thăm dò của Reuters Ipsos hoàn thành vào ngày 2 tháng 7. Mức độ ủng hộ đối với ông Trump hầu như không thay đổi trong thời gian đó, với 41% cử tri đã đăng ký ủng hộ và 56% không ủng hộ trong cuộc thăm dò gần đây nhất. Cuộc thăm dò cũng cho thấy cử tri thiện cảm với cách tiếp cận của ông Trump về kinh tế, nhập cư và tội phạm, trong khi nhìn nhận của bà Harris có kế hoạch tốt hơn trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Thưa quý vị, trong một sự kiện vận động tranh cử tại thành phố Atlanta, bang Georgia, vào ngày 30 tháng 7, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã gửi lời thách thức tới ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa Donald Trump là hãy gặp bà ở trên sân khấu tranh luận và trực tiếp đối mặt với những lời chỉ trích của họ. Bà Kamala Harris, một ứng cử viên Tổng thống tiềm năng của Đảng Dân Chủ, trong bài phát biểu vận động tranh cử tại Atlanta, cũng đã cam kết tái ban hành dự luật an ninh biên giới mà Đảng Cộng Hòa đã ngăn chặn hồi đầu năm nay. Bà Kamala Harris nói, vậy là ông Trump nói sẽ không tranh luận, nhưng tôi nghĩ ông ấy và người bạn đồng hành, Thượng nghị sĩ J.D. Vance, chắc chắn có rất nhiều điều muốn nói về tôi. Vì vậy, tôi hy vọng ông Donald Trump sẽ cân nhắc lại việc gặp tôi trực tiếp trên sân khấu tranh luận. Nếu muốn nói điều gì đó, hãy nói thẳng với tôi. Nếu là Tổng thống, tôi sẽ đưa dự luật an ninh biên giới trở lại và tôi sẽ ký thành luật. Và khi thắng cử, những điều tôi sẽ làm vào ngày đầu tiên là giải quyết vấn đề tăng giá sinh hoạt và giảm mọi chi phí. Một cuộc thăm dò toàn nước Mỹ của tờ Thời báo New York được công bố vào tuần trước cho thấy, Phó Tổng thống Kamala Harris đang thu hẹp khoảng cách đáng kể với đối thủ của Đảng Cộng hòa Donald Trump. Ngay sau khi chính thức ra tranh cử, bà Kamala Harris đã nhanh chóng phá vỡ nhiều kỷ luật gây quỹ, chiếm lĩnh mạng xã hội và giành được sự ủng hộ gần như tuyệt đối từ các đảng viên Dân Chủ khác. Theo hãng tin AP, một số đảng viên Dân Chủ thậm chí còn cho rằng bà Harris khiến họ nhớ tới cựu Tổng thống Obama và chiến thắng lịch sử của Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên hồi năm 2009. Sự kiện gây quỹ online của bà Harris hồi cuối tuần trước đã có sự tham gia của hơn 40.000 người, giúp bà thu về 1,5 triệu đô la Mỹ chỉ sau 3 giờ tương tác với cử tri. Bà Kamala Harris đã phá vỡ kỷ lục gây quỹ trước đó của mình khi thu về 200 triệu đô la Mỹ chỉ trong 7 ngày kể từ khi tiếp quản chiến dịch của Tổng thống Joe Biden. 2/3 số tiền này đến từ những nhà tài trợ mới. Trong cùng thời gian đó, hơn 170.000 tình nguyện viên đã tham gia vào chiến dịch tranh cử của Phó Tổng thống, đảm nhiệm các nhiệm vụ như gọi điện thoại cho cử tri, phát tờ rơi và thực hiện nhiều hoạt động tranh cử khác.
Theo The Hill, trong ngày 29 tháng 7, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Fox News. Tại đây, ông Donald Trump đã lên tiếng về khả năng tranh luận trực tiếp với ứng cử viên Đảng Dân Chủ, bà Kamala Harris. Ông Donald Trump cho biết, câu trả lời là có, khả năng cao là tôi sẽ tranh luận với bà Harris. Tuy nhiên, tôi cũng có lý do để không thực hiện điều này. Tôi không muốn ủng hộ truyền thông tin giả. Cuộc tranh luận này sẽ đem lại hàng chục triệu đô la Mỹ mà tôi không thích đài ABC. Trong bình luận của mình, ông Donald Trump đã trích kết quả thăm dò tích cực trên toàn quốc và tại các bang chiến trường. Dù kết quả tương đối xích sao, nhưng cựu Tổng thống Mỹ cho rằng các cử tri đều hiểu rõ lập trường của ứng viên hai đảng. Trước khi Tổng thống Joe Biden tuyên bố rút lui, Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa đã đồng ý về hai cuộc tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên. Cuộc tranh luận thứ hai dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 tháng 9 trên kênh ABC News. Nhưng việc bà Harris trở thành đại diện Đảng Dân Chủ đã làm thay đổi tình huống. Cách đây vài ngày, bà Harris đã cáo buộc ông Trump lùi bước trước kế hoạch tranh luận trực tiếp giữa các ứng viên Tổng thống. Tại buổi phỏng vấn với Fox News, ông Trump cũng có những động thái bênh vực Phó tướng J.D. Vance, người đang bị truyền thông Mỹ công kích dữ dội trong thời gian gần đây vì các phát ngôn trong quá khứ. Ông Trump nói, Vance vẫn nhận được sự ủng hộ lớn, cậu ấy thậm chí rất được lòng những ai trân trọng gia đình. Trước đó vào năm 2021, ông Vance từng sử dụng thuật ngữ bà cô mèo, Cat Lady, để nói về một nữ nghị sĩ dân chủ, bao gồm cả bà Harris. Trong văn hóa Mỹ, thuật ngữ này thường dùng để chế giễu những người phụ nữ lớn tuổi không có con cái. Trong diễn biến liên quan, ngày 24 tháng 7, tờ The Hill đưa tin hạ nghị sĩ Andy Auger vừa đưa ra các điều khoản luận tội Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong bối cảnh Đảng Cộng Hòa đẩy mạnh công kích sau khi bà Harris khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống. Các điều khoản được đưa ra gồm các điều khoản mở rộng dựa trên những điều được đưa ra trước đó và nhằm vào việc bà Harris xử lý các vấn đề nhập cư. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã bác bỏ những tuyên bố này và lưu ý rằng bà Harris đang làm việc với các nước Trung Mỹ để giải quyết nguyên nhân gốc rễ của vấn đề nhập cư, thay vì giải quyết các vấn đề bề nổi ở biên giới phía Nam. Ngày 26 tháng 7, trong bài phát biểu tại hội nghị thượng đỉnh Turning Point USA Belief ở West Palm Beach, Florida, ông Donald Trump tuyên bố ông không quan tâm khi phát âm sai tên của đối thủ tranh cử. Bà Kamala Harris, ông Trump nói, theo những gì tôi nghe được, có 7 cách để phát âm tên của bà Kamala Harris. Tôi chẳng quan tâm nếu có phát âm sai tên bà ấy, điều đó chẳng quan trọng. Cũng trong bài phát biểu, ông Trump đã chỉ trích bà Harris về một số vấn đề bao gồm tư pháp hình sự và nhập cư. Trong nhiệm kỳ phó tổng thống tại Nhà Trắng, bà Harris từng lên tiếng ủng hộ phi hình sự hóa hành vi vượt biên trái phép vào Mỹ và giải thể cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ. Theo nhiều chuyên gia, những tuyên bố của bà Harris đang trở thành trở ngại lớn cho bà trên đường đua năm nay, trong bối cảnh vấn đề biên giới đã trở thành cơn khủng hoảng dưới thời tổng thống Joe Biden. Ngay sau bài phát biểu của ông Trump, đội ngũ tranh cử của bà Harris đã nhanh chóng đáp trả. Người phát ngôn chiến dịch của bà Harris cho rằng, ông Trump thậm chí còn không thể phát âm chuẩn xác, chứ đừng nói đến việc trở thành Tổng thống Mỹ.